Ba nói sao? Tin này có chính xác không ba? Anh Toàn mất thật rồi hả ba? Ờ, ba cũng mới biết. Cậu ấy đã bệnh nặng mấy năm nay rồi, cố gắng cầm cự hoài cũng không qua khỏi. Hôm nay là thất thứ hai rồi đó. Tại sao lại chết? Nói là đang sống vui vẻ hạnh phúc lắm mà. Tại sao trước khi chết không cho gặp mặt con trai lần cuối? Rồi trước khi chết cũng không thèm gọi điện báo một tiếng. Con thấy chưa, bà ta thật là ích kỷ và độc ác. Con sai rồi. Những ngày cuối đời cậu ấy luôn khắc khoải, mong có một ngày nào đó gặp lại đứa con trai vinh hiển. Cậu ấy có mấy lần gọi điện về đây mà hình như con... Mẹ, mẹ, bà có gọi không mẹ? Hay là bà độc ác như lời mẹ nói? Bà không có gọi đúng không mẹ? Bà không có gọi đúng không mẹ? Bà không gọi. Bà độc ác, bà muốn giữ ba một mình đúng không mẹ? Bà không có gọi bà đúng không mẹ? Bà ta có gọi, nhưng mẹ không muốn nghe bà ấy nói. Mẹ đã cố tình cúp máy. Hiển à, lỗi là do mẹ. Mẹ đã quá ích kỷ. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con Hiển ơi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ con có ân hận, con tự trách mình thì cũng không thể nào cứu vãn được. Ba ơi, vậy bây giờ con phải làm sao? Thằng Hiển phải làm sao hả ba? Thằng Hiển phải thu xếp ra ngoài ấy rồi quỳ xuống mộ phần. Còn mẹ của con á, có đi hay không thì ngoại không ép, còn riêng phần con thì con phải đi. Mà đến sao không trân trọng một nửa chân thành, sao lại để sai